từ trình độ học vấn trung học cơ sở. Gắn bó với công việc làm nghề sản xuất đồ gỗ ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh. Sau 20 năm nỗ lực không ngừng, bà Vũ Thị Mai, giám đốc công ty đồ gỗ Hướng Mai, đã trải qua hàng chục khóa học kinh doanh, quản lý doanh nghiệp ở các trường đại học danh tiếng như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ở tuổi 52, bà đã giành được bằng tiến sĩ danh dự chuyên ngành kinh tế của trường Đại học Apollo tại Mỹ. Nhờ có sự học hỏi, chăm chỉ, miệt mài lao động mà sản phẩm đồ gỗ gia đình sản xuất đã theo kịp xu thế thị trường mà vẫn giữ được hồn cốt của làng nghề Đồng Kỵ. Không chỉ làm giàu cho bản thân mà bà còn góp phần truyền lửa cho người dân của làng nghề. Gia đình có truyền thống làm đồ gỗ. Ngay từ nhỏ, bà đã rất hiếu học. Cho dù chỉ được học hết cấp 2, nhưng bà thường xuyên dành thời gian đọc sách. Niềm đam mê đọc sách cùng những kiến thức cha truyền đạt đã hun đúc cho bà khát khao học tập để không chỉ là người thợ thông thường mà phải phát triển thành mô hình doanh nghiệp. Sản phẩm đồ gỗ phải mang tính thương mại. Nhìn các cái bạn sinh viên ấy, bạn ấy đi học, mình rất là chảy nước mắt. Ngày đấy là mình rất là ham học cũng như là ham đọc. Chỉ có biết nhìn theo và rất là tiếc. Tiếc lắm, nhưng mà xin bố mẹ không cho. Mà thời đấy thì không phải một mình tôi, tất cả những người dân quê tôi, nếu mà người mà đi học thì chỉ có cả trường, chỉ có mỗi ba bạn được học thôi. Chúng tôi chỉ xác định là làm nghề là phải có tâm, phải có đức, và phải giáo dục các con là từ lao động mà trưởng thành lên, chứ không phải bon chen hoặc không phải giành nhặt cái của ai cái gì cả. Cho nên là nhờ có cái đường lối như thế cho nên là các con tôi rất là trưởng thành và phát triển ngày càng lớn mạnh. Riêng Hướng Mai thì là một cái, trước đây thì là một nhóm trưởng của cái công ty của tôi. Thế là sau khi các cháu trưởng thành rồi thì các cháu làm ăn riêng, thì cũng từ cái đường nối rồi từ cái phương pháp giáo dục của gia đình, các cháu rất là trung thực, trưởng thành và phát triển. Thường xuyên đọc sách, học tập đã khiến bà không chỉ là một người thợ giỏi, mà còn là người quản lý có tầm nhìn, có suy nghĩ và cách sống nhân văn, trí tuệ. Dù là một cô con gái trong gia đình 5 anh chị em, có cả trai và gái, nhưng cha bà vô cùng tin yêu và gửi chọn hy vọng vào việc tiếp nối và phát triển nghề làm gỗ của cha ông để lại. Mình làm việc rất là chăm chỉ mọi thứ, nhưng mà nó gần như là đi vào cái ngõ cụt ấy. Ngõ cụt tức là các cụ ngày xưa làm thế nào, bây giờ mình làm y chang như thế mà không có sáng tạo ra được bất cứ một cái gì. Bởi vì mình giống như là mình dùng hết rồi, nó bị như là hết tất cả những cái mà tinh hoa của các cụ để lại rồi, mình không thể nào mà sáng tạo ra được nữa, thì tôi nghĩ là mình cần phải đi học thêm. Cháu Mai thì ham học hỏi, biết tiếp thu những ý kiến của những người đóng góp, hơn nữa là tính tình rất là phóng khoáng, thoải mái mà tình cảm, cho nên là phát triển đến ngày hôm nay là tôi rất tự hào. Khi bà lập gia đình, bà và chồng đã quyết định mở xưởng làm gỗ riêng, và sau này từ một xưởng nhỏ, trong đó chồng là lao động chính, thì nay sau 30 năm, bà đã có một doanh nghiệp lớn mạnh với hàng trăm công nhân. Cũng giống như nhiều làng nghề truyền thống, có những lúc nghề làm gỗ tưởng phải giải thể,
một số xưởng đóng cửa khi mà đồ hiện đại thay thế đồ gỗ truyền thống. Bà đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhờ kiến thức học từ thầy, từ bạn, từ đối tác mà bà đã đưa công nghệ chiếm 30% khối lượng công việc thô như cắt, xẻ, tạo phôi, thay thế sức người. Từ đó chi phí sản xuất cũng giảm đáng kể. Doanh nghiệp là nơi thu nhận và đào tạo cho hàng trăm người thợ làm nghề chạm khắc. Đã là nghề gỗ thì việc duy trì đội ngũ làm tinh, bắt buộc phải làm thủ công là yêu cầu căn bản để tạo nên hồn cốt của sản phẩm gỗ Đồng Kỵ. Bạn trẻ này đã có hơn 10 năm gắn bó với doanh nghiệp của bà. Mới ngoài 30 tuổi nhưng anh đã trở thành thợ chính của xưởng khắc hoa văn, họa tiết đồ gỗ. Cái chi tiết đòi hỏi là nó do từng tay nghề. Đấy, có người làm cũng có người làm rất đẹp nhưng người ta phải yêu nghề mới làm đẹp được. Tư duy ở trong đạo ta phải làm. Nói chung là mình cứ phải làm, mình phải sáng tạo, tự sáng tạo ra thì mặt hàng mới đẹp được. Làm đêm làm thoải mái giờ giấc, nó ra sản phẩm mãi còn không cả kịp hàng của người lấy. Cho nên là sản phẩm đây ra hàng tháng ra rất nhiều ạ. Nó sẽ bớt đi phần cực nhọc cho công nhân viên và trong công việc, sản lượng, chất lượng nó sẽ tăng lên. Ví dụ như hồi xưa chưa có máy móc, mọi thứ phải làm tay. Công đoạn, ví dụ như cắt một cái khuôn tranh làm tay thì phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng từ lúc có máy, chỉ đưa qua máy chỉnh cữ cái là sẽ xong và rất nhanh và độ sắc bén rất đẹp. Nếu như trước đây, làng nghề làm gỗ Đồng Kỵ được biết đến với các sản phẩm truyền thống như sập gụ, tủ chè, thì nay thay vào đó là những sản phẩm mang phong cách châu Âu. Người thợ Đồng Kỵ đã có thể làm chủ công nghệ sản xuất, thiết kế sản phẩm mang dáng dấp phong cách quý tộc Pháp. Tuy nhiên, thay bằng làm gỗ ép và hoa văn làm bằng máy, thì người thợ Đồng Kỵ làm bằng gỗ nguyên khối và điêu khắc hoa văn bằng bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của người thợ. Những bộ bàn ghế độc nhất vô nhị, bền mãi với thời gian và cũng là tài sản để gia chủ giữ cho con cháu thay các vật có giá trị khác. Gỗ gù hương thì đặc trưng của nó là nó có mùi thơm. Khi mà đặt để trong nhà thì nó thơm nừng cả một cái phòng lên. Nó không có giống nhau, nó còn có thêm cả những cái cảm xúc của con người vào nữa. Cho nên nó chính là cái văn hóa. Nó được từ cái khối gỗ vô tri để biến thành những cái sản phẩm tri kỷ. Nhưng mà mang được cái bàn tay tài hoa của con người và cái tâm tư tình cảm. Bên cạnh đó, sản phẩm của doanh nghiệp còn tập hợp tay nghề của nhiều làng nghề khác nhau. Nếu như trước đây, người dân Đồng Kỵ chỉ làm đồ gỗ điêu khắc tay, thì nay sản phẩm phối hợp với khảm trai của các làng nghề khác. Từ sự kết hợp này mà những bộ sản phẩm được nâng giá trị và tạo sự sang trọng, sáng tạo, phù hợp với cuộc sống hiện đại, kiến trúc nhà nhiều tầng thay bằng 3 gian, 2 trái. Thấy là cái đường nét sản xuất cũng rất là tinh xảo. Hai nữa là làm là nó có cái nét nó cầu kỳ hơn, nó chỉnh chu hơn những cái bộ đồ cổ ngày xưa. Đấy, như chị thấy là những cái bộ đồ cổ thì thường thường nó là chỉ là vuông vức thôi, nó không cầu kỳ như này. Đấy, những cái bộ này nó khảm gần như là kín mặt gỗ. Thế nhưng mà cái ốc, cái chai khảm ấy, thế là người ta khảm cũng rất là tinh xảo mà cũng rất là, cái độ bền cũng rất là tốt. Nó cũng không bị có như bong chóc. Thế cái bộ bàn ghế này nó có giá trị, nó được tôn vinh lên bởi cái nét đẹp phong phú của tự nhiên. Đấy, cái chính nó là cái hay của chỗ tự nhiên. Ngoài cái gỗ quý, cái giá trị gỗ, thế nhưng phải nói rằng cái nghệ thuật khảm trai đã tôn cái bộ này lên
tạo nên một cái giá trị gấp đôi lên. Và thậm chí rằng là hiếm có. Nếu mà không nói, tôi nói là đây chi tiết của nó dày đặc. Và cái diện tích phủ mà khảm ở trên này là ốc, chai và đặc biệt là loại sáp, sáp màu xanh, sáp xanh hoặc là ốc đỏ. Thì tôi nghĩ rằng đây nó là giá trị rất cao. Khi đã thành công với nghề làm gỗ, bà và chồng đã ủ ý tưởng làm nhà thờ ông tổ của làng nghề. Sau 7 năm ấp ủ khi còn trong trứng nước cho tới khi triển khai, giờ đây ngôi nhà thờ ông tổ nghề gỗ của làng nghề đã hoàn thành. Chẳng có niềm vui nào lớn hơn khi mà bà và chồng đã có khoe với bạn bè khắp nơi khi tới làng nghề về nguồn cội của làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ. Đây cũng là cách mà gia đình bà tri ân với tổ tiên. Nhờ có nghề gỗ của cha ông mà người dân Đồng Kỵ ngày một giàu mạnh. Nếu như chúng tôi làm để cho xong cái ngôi nhà đấy thì nó chỉ cần 3 tháng đến 6 tháng hoặc lâu nữa là 1 năm là cùng, bởi vì là thợ thì là trong tay của chúng tôi rồi, gỗ thì cũng ở trong nhà máy xưởng kho rồi, mọi thứ thì đã đều là sắp đặt hết đâu đấy, mình chỉ việc là gia công và làm thôi. Nhưng mà với một cái ngôi nhà mà đạt được kỷ lục Guinness Việt Nam thì nó phải nằm bằng tình yêu, tức là không kể ngày tháng, không kể thời gian, không kể sức lực, mỗi một cái sản phẩm thì được từng người một chăm chút yêu thương, quý hóa. Cái cục gỗ thì nó đã vô cùng là đẹp rồi, nhưng mà những người nghệ nhân là phải mỗi khi mà họ làm ấy thì họ làm họ nghĩ là đây là một cái sản phẩm để đời, đây là một cái sản phẩm vô cùng là chất lượng, với lại cái sự tỉ mẩn tỉ mỉ tinh tế của ông xã nữa, từng các cái đường nét một. Cái nguyện vọng của mình là làm lên để giữ nghề, làm lên để làm thương hiệu, làm lên để cho con cháu nó duy trì cái nghề của mình, nó cố gắng phát huy cái nghề truyền thống của gia đình, của dân tộc, của địa phương. Làm nên cái nhà này phải nói là cả gia đình rất là vui, rất là tự hào và nghĩ là các con đã có những các cái nghĩ về về làng nghề, rồi về là tổ tiên mình đã gây nghiệp dựng lên những các cái làng nghề để cho mình duy trì như thế này, phải nói là rất là cố gắng. Ngôi nhà thờ tổ 2 tầng được làm hoàn toàn bằng gỗ lim, với đường nét hoa văn chạm khắc tinh xảo của hàng trăm người thợ làm nghề đã tạo nên những bức tranh sinh động với cảnh sắc con người của Việt Nam. Nhà thờ tổ, sản phẩm độc đáo, nơi chứa đựng tinh hoa nghề chạm khắc gỗ Đồng Kỵ, nơi lưu dấu ấn về một làng nghề có vài trăm năm tuổi. Chỉ có gỗ lim nó mới trường tồn được, gỗ lim xây dựng nó mới là vĩnh cửu. Gỗ lim thì nó mới đặc trưng, cái gỗ lim này thì nói chung là nó mới một vài trăm năm, tức là nó không phải suy nghĩ. Hoa văn ở đây là đục là tư quý đấy, thông mai cúc trúc hồng sen đấy, thì là nó có ý nghĩa là bốn mùa, và sen thì no ấm cho mọi người về đồng áng, thì ao chuôm lúc nào xanh tươi tốt ạ. Mỗi một cái bức là khác nhau, không có bức nào giống nhau, đâm ra làm nữa. Nó là phải từ trong đạo bộ đầu mình ra thì nó mới hết mình, thổi hồn vào thì nó mới mặt hàng mới mềm mại mà để người khác dễ nhìn ạ. Chỉ có tình yêu thôi nó mới ra được những cái sản phẩm mà độc nhất vô nhị, có hồn cốt và có được những cái cốt cách mà không có thể một người nào, họ có thể nhiều tiền gấp đôi hoặc gấp 3 hoặc gấp 10 lần họ có thể làm được một ngôi nhà như thế. Tiền họ có thể đầu tư hơn nhiều, thợ cũng vậy, nhưng mà để có được một ngôi nhà thực sự như là nhà thờ tổ nghề của Hướng Mai thì nó phải bắt nguồn từ tình yêu. Riêng cái nhà thờ tổ này thì tôi rất là tự hào, bởi vì là nếu như để ra đầu tư một cái khối lượng gỗ mà như thế này và những cái nghệ nhân làm được cái nhà thờ này thì thực sự là hiếm có, không có thể có ở đâu có cái nhà thờ thứ hai được làm được nghiêm túc như thế này.
cha mẹ, người sinh thành ra bà cũng rất đỗi tự hào vì ước mong của cha mẹ đã thành hiện thực. Nhà thờ tổ, nơi thờ cúng dòng họ tiên tổ, nơi tôn vinh những thành viên hiếu học trong gia đình, dòng họ, tiếp nối truyền thống cha ông, khai sáng và phát triển trường tồn nghề làm gỗ Đồng Kỵ. Buổi lễ tôn vinh được thực hiện đầu tiên, đó là lễ tôn vinh bà Mai nhận bằng tiến sĩ danh dự, chuyên ngành kinh tế, bằng vũ tộc tinh hoa, bằng cao quý nhất dòng họ vũ võ. Chồng nhận kỷ lục Guinness về ngôi nhà thờ tổ được làm bằng gỗ lim lớn nhất Việt Nam. Con gái nhận bằng tốt nghiệp của Đại học Hermit tại Úc. Tiếp xúc với nghề đồ gỗ từ bé và cũng được bố mẹ nói về cái những cái điều mà bố mẹ cháu làm thì cháu cũng tự cảm nhận được rằng là tình yêu cái của đồ gỗ của mình cũng dần một lớn mạnh hơn và cháu cũng sau này cháu cũng rất là hy vọng có thể tiếp nối sự nghiệp này của bố mẹ. Riêng Mai ấy, thì là cái người rất là tích cực trong cái việc trao dồi rồi thay đổi cái mẫu mã, cái sản phẩm mà chú ý từng chi tiết để cho sản phẩm nó được hoàn thiện. Cho nên là cũng nhờ cái công học hỏi rồi thì chịu khó sáng tạo, cho nên cái công ty Hướng Mai bây giờ mới thành công được như ngày hôm nay. Một doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải có những người thợ yêu nghề, thắp lửa cho nghề. Đó là cách mà bà đã tổ chức các cuộc thi. Chẳng hạn, tôi yêu Hướng Mai. Tại sao bạn yêu và bạn muốn gắn bó với doanh nghiệp? Hàng trăm người thợ dự thi, mỗi người có một lý giải khác nhau. Tuy nhiên, có một cuộc sống no đủ, sống được bằng nghề. Đó là yếu tố quan trọng bà đã giữ lửa nghề cho những người thợ của làng nghề. Tiền lương hay chưa trả hay gì, không bao giờ em phải nhắc nhở những điều đấy. Lúc nào sếp cũng trả đúng hẹn, đúng giờ, đúng ngày trả lương ấy chị. Mình cũng làm đủ khả năng của mình rồi thôi, mình không phải đi tìm công việc khác là lúc đấy cũng tạo ổn rồi chứ chị. Nếu mà so với các chỗ khác làm thì có khi nó bấp bênh không được như doanh nghiệp Hướng Mai. Doanh nghiệp Hướng Mai từ đầu năm đến cuối năm không có lúc nào là công nhân phải ngừng nghỉ. Là em đã được làm ở trong công ty này mà vẫn phát triển lắm á. Vâng, hàng ngày là Tết đến bọn em, 29 Tết bọn em mới được nghỉ cơ. Vâng, vì làm tròn trách nhiệm để trả cho khách hàng ạ. Vâng. Cái lương thưởng ở đây thế nào? Lương thưởng là giám đốc thưởng cho bọn em cũng tương đối được ạ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh em, hoàn cảnh khó khăn. Doanh nhân Vũ Thị Mai và chồng dành toàn bộ thời gian, tuổi trẻ vào học nghề làm đổ gỗ. Khi đã có chút vốn liếng, bà quyết tâm theo học đại học và cho tới khi sang tuổi 52, bà đã giành bằng tiến sĩ. Cũng chính từ kiến thức bà học được ở trong trường, từ thầy, từ bạn học, bạn hàng, mà trong hơn 10 năm, bà đã đưa thương hiệu đồ gỗ Hướng Mai và làng nghề gỗ Đồng Kỵ tới khắp mọi vùng miền của Tổ quốc và vươn ra thế giới. Chỉ có tri thức mới giúp người dân làng nghề đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng và đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong thời đại mới. Đưa khoa học kỹ thuật, thay đổi mẫu mã, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, nhưng vẫn giữ được bản sắc, hồn cốt của nghề làm gỗ trong từng sản phẩm. Bà đã giữ lửa nghề ở Đồng Kỵ. Bà đã góp công khôi phục, gìn giữ và phát triển nghề làm gỗ Đồng Kỵ từ việc không ngừng học hỏi để phát triển bản thân, làm giàu cho gia đình và người dân làng nghề làm gỗ Đồng Kỵ.